chúng ta cùng đến với tiêu mục chuyện tối nay thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin mới đây bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương tiếp nhận một bệnh nhân 41 tuổi trong tình trạng suy kiệt trầm trọng trước đó thì bệnh nhân nghe theo thầy lang nhịn ăn uống 10 lít nước ion kiềm pha với muối loãng mỗi ngày kéo dài trong 26 ngày để thải độc chữa bệnh đáng nói là tại nhà của thầy lang kể trên đang có hàng chục người khác uống nước ion kiềm với hy vọng là sẽ chữa được bệnh vậy cụ thể nước ion kiềm là gì loại nước này có tác dụng thanh lọc, thải độc, chữa bệnh hay không? Nội dung này được chúng tôi đề cập trong chuyện tối nay với khách mời là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trung Cấp, phó giám đốc phụ trách chuyên môn bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào quý khán giả. Vâng, cảm ơn bác sĩ đã đến với chương trình hôm nay của chúng tôi. Và như đã đề cập từ đầu chương trình và vừa rồi cũng đã nhắc lại là bệnh viện mới tiếp nhận về điều trị cho một bệnh nhân bị suy kiệt và thậm chí là suy kiệt trầm trọng do là nhịn ăn, uống nước ion kiềm mà chữa bệnh theo một thầy lang. Vậy thì trước hết xin ông cho biết là bệnh nhân đó nhập viện trong tình trạng cụ thể thế nào và đến giờ thì tình trạng sức khỏe ra sao ạ? Vâng, bệnh nhân đó thì là một cái bệnh nhân mà có cái bệnh phổi mãn tính từ trước, thế cho nên là cái sức khỏe cũng tương đối yếu. Thế và sau một cái liệu trình nhịn ăn kéo dài và điều trị được yêu kiểm và khi mà bệnh nhân bị nhiễm thêm sốt xuất huyết thì tình trạng của bệnh nhân rất là nặng vì cái thể trạng nó suy kiệt rất trầm trọng và rối loạn điên giải nặng Thế thì tất nhiên là cái sốt xuất huyết của bệnh nhân thì nó không quá nặng nhưng mà nặng vì cái tình trạng là, là suy kiệt và dối loạn nước điện giải thế thì bệnh nhân đã được điều chỉnh các cái dối loạn về nước về điện giải đã được hỗ trợ dinh dưỡng trở lại và đến, đến bây giờ thì tình trạng bệnh nhân thì cũng uh, tiến triển cũng gọi là khá hơn uh, tất nhiên một quá trình hồi phục dinh dưỡng cho bệnh nhân thì sẽ phải đòi hỏi một cái khoảng thời gian tương đối dài vâng vậy thì ngoài trường hợp đó thì trong thời gian qua bệnh viện có tiếp nhận trường hợp nào tương tự như vậy hay không ạ vâng chúng tôi thường xuyên là tiếp nhận các cái bệnh nhân uh, thải độc bằng các cái biện pháp khác nhau và nó có rất là nhiều các cái rối loạn ví dụ như họ có thể thải độc bằng cách là họ uống các cái dung dịch có tính chất axit ví dụ như là uh, nước chanh nước uh, với cái liều cao thế hoặc là uống các cái dung dịch kiềm Hai, tôi cũng không hiểu tại sao mà hai cái biện pháp thải độc nó lại trái ngược nhau như vậy, biện pháp thì dùng uh, cái dùng dịch có tính toàn, một biện pháp dùng có tính chất kiềm mà mà người bệnh người ta vẫn tin tưởng rằng như thế nó là tốt, thế và uh, uh, hoặc là gì sử dụng các biện pháp khác, ví dụ như là thụt uh, cà phê vào hộ môn hay là nhịn ăn kéo dài vân vân, uh, rất là nhiều các cái biện pháp thải độc như thế và nó dẫn đến cái hậu quả là gì, uh, các cái bệnh nhân đến uh, có, có rất nhiều các cái rối loạn khác nhau. Bậc. Vậy thì cái điểm chung giữa các bệnh nhân khi mà nhập viện mà có những người dùng cách nọ dùng cách kia đấy nhưng điểm chung là gì ạ thưa bác sĩ? Vâng, điểm chung là họ thường là họ có một cái bệnh gì đấy mãn tính và họ điều trị lâu không có kết quả hoặc là họ có một cái bệnh mà nó mang tính chất nan y, ví dụ như ung thư chẳng hạn và họ kỳ vọng rằng có một cái biện pháp thần diệu nào đấy giúp cho họ thì uh, uh, khỏi được cái bệnh mà họ đã lâu ngày họ không khỏi được thế và và họ với cái niềm tin như thế thì họ bố víu đủ mọi cách đủ mọi cái biện pháp nó uh, bất thường hoặc thậm chí nó trái ngược nhau như vậy. Vâng, hôm nay chúng ta nói về câu chuyện là chữa bệnh bằng nước ion kiềm với dấu Đúng hỏi vậy. chấm đấy thì ta thấy được là những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy kiệt như đã nói thì họ dùng cái thứ được gọi là nước ion kiềm với hy vọng Vậy. là có thể giúp cho cơ thể khỏe hơn, chữa Vậy. được bệnh. Vậy, Vậy. thì xin bác sĩ cho biết nước ion kiềm nó là cái gì và khi nó vào người thì nó có tác dụng với cơ thể ra sao, thậm chí nó có cái lợi ích gì cho cơ thể hay không ạ? Vâng, với một cái nước tinh khiết thì cái pH của nó khoảng độ 7, tức là nó hoàn toàn nó trung tính thế còn khi mà chúng ta có các cái chất hòa tan vào trong đấy thì nó làm thay đổi cái độ pH của nước nó theo hai cái thái cực nó ngả theo cái xu hướng nó axit tức là nước nó bị toàn hóa hoặc nó ngả theo xu hướng kiềm tức là pH nó trên bảy thì nó trở thành một cái nước kiềm hóa Thế thì nó tùy thuộc vào cái chất hòa tan đó thôi. Ví dụ như chúng ta dùng các cái uh, thứ như là nước chanh hoặc là thậm chí là những cái món ăn thông thường của chúng ta như là dưa muối chẳng hạn thì nó có tính chất axit Còn ngược lại thì là uh, hòa tan những cái chất kiềm vào thì nó có tính chất kiềm. Và cái nước yêu kiềm thì nó không phải là cái vấn đề gì là, 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 là mới mẻ cả. Ví dụ như trước đây chúng ta tích nước vào trong các cái bể xi măng thì cái sự hòa tan của vôi của xi măng trong cái cấu trúc bể nó ra thì nó cũng tạo thành ra một cái nước kiềm ấy và rõ ràng là chúng ta đều hiểu là gì uh, uh, nó cũng không phải là một cái thứ gì thần diệu cả nó không giúp không phải là vì chúng ta tích nước vào trong cái bể xi măng mà sau đó uống xong chúng ta trở thành khỏe mạnh siêu nhân hoặc là không bị các cái bệnh nghiêm trọng Thế thì cái nước ion kiềm ấy nó sẽ có giá trị với một số cái bệnh lý mà người ta cần phải kiểm hóa ví dụ như là uh, những người tăng huyết áp mà khi sử dụng cái nốt uống kiềm thì có thể huyết áp nó được điều chỉnh hơn một chút những người mà sỏi thận là ví dụ như sỏi urat hoặc là sỏi sistin uh, khi uống cái nước uống kiềm thì có thể nó tan các cái sỏi ấy ra hoặc là nó làm chậm quá trình hình thành sỏi nhưng ngược lại nó có thể nó gây ra các, các cái sỏi mà có tính chất kiểm hóa ví dụ như là sỏi uh, oxalate hoặc là sỏi phốt phát thì khi uống nước ion kiềm vào thì nó lại làm tăng quá trình tạo sỏi, tăng kích thước sỏi. Thế cho nên cái việc là chỉ định cái ion kiềm trong lúc nào hoặc là chỉ định các cái biện pháp axit hóa lúc nào nó, nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái cơ thể người bệnh ấy cần phải được khám, được xác định cái căn nguyên để các cái bác sĩ về dinh dưỡng hoặc là bác sĩ về điều trị người ta mới chỉ định được rằng với bệnh nhân nào thì cần phải kiềm hóa, với bệnh nhân nào thì nên bổ sung các cái dung dịch axit để toán hóa. Vâng, qua giải thích vừa rồi của bác sĩ thì người xem cũng đã hình dung rõ hơn rồi đấy ạ vâng. Và rõ ràng là nó có tác dụng nhất định, một vâng. cái phản ứng nhất định với cơ thể Nhưng vâng. mà tốt hay không thì phải nghiên vâng. cứu kỹ trước khi quyết định sử dụng vâng. theo hướng dẫn đó à, Gần đây chúng ta thấy là có những quảng cáo về công dụng của nước ion kiềm Khiến cho nhiều người, một số người nhất định họ có cái thay đổi thói quen Là dùng hẳn nước ion kiềm thay cho nước lọc bình thường vâng. Vậy thì việc này nó có nguy cơ như thế nào ạ? Vâng, thế thì chúng tôi cũng cũng như phần trước chúng ta đã vâng. trao đổi thì nước ion kiềm có thể nó tốt với một số người này một số bệnh lý này nhưng nó lại không tốt đối với những người khác và những bệnh lý khác thế cho nên cái việc là chỉ định nước ion kiềm hay chỉ định là bổ sung các dung dịch axit như nước chanh như là uh, ăn thêm giấm chẳng hạn thì nó hoàn toàn nó phụ thuộc vào cái người bệnh hoặc là cái người ấy cần phải điều chỉnh cái gì và quá trình đấy cần phải có cái sự uh, khám xét xét nghiệm và tham vấn từ các bác sĩ dinh dưỡng còn cái việc là gì là chúng ta hy vọng rằng nước yêu kiềm nó có chữa được bách bệnh hay không hay là nó có thể là gì rất tốt với sức khỏe hay không thì chúng ta cứ nhìn ngược lại là gì trước khi chúng ta uống nước mà tích vào trong các cái bể bê tông ấy bể xi măng ấy nó có tốt và nó có giải quyết được các cái bệnh nghiêm trọng như thế hay không rõ ràng là không nó chỉ có một cái tác dụng nhất định ở một số các cái uh, thể bệnh vậy, hoặc là một số cái uh, cơ địa và cái mức độ điều chỉnh của nó nó chỉ ở mức độ giới hạn chứ không phải nó là một cái thứ gì thần diệu. Vâng. Tại sao chúng tôi lại uh, hỏi bác sĩ nhấn mạnh đến uh, nhiều lần như vậy? Bởi vì là có hai mức độ chúng ta thấy được. Thứ nhất là có những người như tôi nói là họ thay hẳn nước lọc bằng vậy. nước ion kiềm tức là dùng cả ngày. Vâng. Còn có những người như trong phần uh, tin vắn của chương trình hôm nay có nhắc đến là họ uống nước ion kiềm này, họ nhịn ăn Vậy. cộng thêm uống nước yêu kiềm và pha muối loãng có vậy. hai mức độ sử dụng như vậy, vậy nhưng vậy. đều là không tốt cả nếu như mà vậy. không có cái sự hướng dẫn và vậy. nghiên cứu kỹ từ phía bác sĩ vậy. vậy thì hiện nay có rất nhiều cảnh báo rồi bác sĩ cũng phân tích rồi nhưng mà người ta thường nói là có bệnh thì vái tứ phương có những vậy. người họ cũng không biết phải chữa thế nào thì cứ nghe đâu là dùng đấy thôi vậy, vậy theo ông thì ngành y tế và cơ quan chức năng nên có những giải pháp nào để giảm tới mức thấp nhất những cái tác động đến sức khỏe như vậy trước, uh, trước đây thì các cụ chúng ta có một cái khái niệm rất là hay là cái sự cân bằng mọi thứ nó phải ở vừa mức mà nó cân bằng. Cái người mà thiếu kiềm thì cần phải bổ sung kiềm, cái người mà thiếu axit thì bổ sung axit. thì nó mới đạt được cái khái niệm về cân bằng. đấy và cái cân bằng như thế thì nó mới nó mới tốt cho sức khỏe. Thế thì uh, tất cả mọi người dân đều 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 nên hiểu chính xác về cái đồ đấy và tránh các cái thái cực là chúng ta uh, cực đoan quá mức. chúng ta hy vọng là gì uh, nó tốt cho nên là gì là chúng ta uống đến hàng chục lít một ngày thậm chí là nhịn ăn để uống hoặc là pha thêm các thứ thì nó sẽ dẫn đến các hậu quả rất là lớn và về phía ngành y tế thì cái, cái 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 sự tuyên truyền như thế nó cũng nó cũng phải uh, rộng rãi hơn mạnh mẽ hơn để mọi người dân hiểu được cái điều đấy và người dân cũng phải tự bảo vệ cái uh, sức khỏe của mình và suy nghĩ một cách uh, rất là trực quan thôi trước kia chúng ta uống nước yêu kiềm bằng cách là gì tích nó vào cái bể bê tông mãi mà, mà nó cũng chỉ đến thế thôi thì bây giờ cái chuyện là gì chúng ta không nên thần tượng hóa cái biện pháp là gì sử dụng cái máy yêu kiềm hay là một cái gì đấy để mà chúng ta hy vọng là chúng ta đạt được một cái hiệu quả ngoạn mục và rõ ràng là gì là các cái uh, uh, người bệnh mà càng tin tưởng vào các cái biện pháp với một cách mù quáng thì càng lún sâu vào và càng phải chịu hậu quả. Cho nên rõ ràng là cái việc ấy chúng ta rất là khó để mà đổ tội cho đổ trách nhiệm cho chính quyền này, cho ngành y tế bởi rõ ràng là gì là không có sự ủng hộ của bản thân người bệnh thì tất cả các cái liệu pháp bất thường như thế nó đều không thành công. À, xin tiếp lời của bác sĩ, bác sĩ vừa nói về sự tin tưởng mù quáng của bệnh nhân đấy ạ. Thì, thì theo kinh nghiệm của ông thì ông có lời khuyên nào cho người bệnh làm thế nào để họ bớt tin vào những lời những thầy lang, những người mà tự xưng là người có thể chữa bệnh được tại các địa phương ạ? Vâng, tôi nghĩ rằng rằng rất là khó trong cái tình huống ấy, nhất là với những người mà có các cái bệnh mạng tính kéo dài, mà người ta điều trị lâu ngày người ta mệt mỏi hoặc là những người có những cái bệnh nan y và người ta không còn những cái bấu víu nào thì người ta bố víu vào các biện pháp như thế. Thế cho nên là gì? Là các cái biện pháp như thế mà nó giúp cho người bệnh người ta chấn an được một chút nào thì nó cũng tốt. Nhưng phải hết sức tránh cái thái cực là gì? Là đẩy lên mức độ cực đoan. Là, là tin rằng gì với cái biện pháp như thế thì sẽ khỏi được bệnh hoặc là gì là phải sử dụng cái biện pháp với mức độ cực đoan như là uống hàng chục lít một ngày rõ ràng là gì là cái việc cực đoan như thế là và kỳ vọng quá mức vào một cái biện pháp như thế nó sẽ hướng dẫn đến cái hậu quả đối với người bệnh. Thế và uh, chúng ta cũng phải xác định như thế này, nếu như nó có một cái biện pháp thần diệu nào đấy mà nó đã hình thành ấy thì trên cả thế giới người ta sẽ phổ biến người ta sẽ thậm chí là, là nếu như nó cực kỳ có hiệu quả thì nhà nước sẽ phải đầu tư phải tài trợ thì các thậm chí này ví dụ như là một số quốc gia thống những người ta có thể cưỡng ép người ta sử dụng những biện pháp có lợi Đấy, rõ ràng nó như vậy. Thế đây nó nó không đạt được cái mức độ như thế thì chúng ta uh, không nên nghĩ rằng gì. mình là siêu nhân, mình là cái người mà phát minh ra hoặc là tìm ra những cái mà, uh, xuất sắc siêu đẳng mà uh, trên thế giới rất vâng. ít người có thể tiếp cận được. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Trung Cấp ạ. Vâng. Và thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình chào buổi tối của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp vâng. lại.